Bạn thân mến, 80% yếu tố quyết định sự thành công chính là sự có mặt. Chúc mừng vì sự có mặt của bạn tại dự án NIT. NIT là dự án kết hợp sức mạnh của 3 mô hình đang tạo ra nhiều triệu phú nhất trên thế giới là Network Marketing, kinh doanh theo mạng, Internet Marketing, kinh doanh trực tuyến và Training, đào tạo. NIT được đầu tư và triển khai bởi công ty cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam Vinalink Group với mong muốn tạo nên một môi trường thuận lợi giúp các thành viên tham gia có thể tạo ra các nguồn thu nhập thụ động một cách thoải mái, dễ dàng mà không phải đầu tư quá nhiều công sức và thời gian. Với slogan Hội tụ nhân tài, thành công lan tỏa, NIT thực sự là một dự án tuyệt vời dành cho những ai năng động, tích cực và luôn khát khao vươn lên trong cuộc sống này. Nhưng, phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để gặt hái được thành công cùng dự án NIT? Rất đơn giản, hãy làm theo những gì chúng tôi hướng dẫn. Bước 1. Nghiên cứu. Thành công trong việc chuẩn bị là chuẩn bị để thành công. Hãy dành thời gian tập trung nghiên cứu những thông tin liên quan đến dự án NIT tại website nit.com.vn. Tại nit.com.vn, bạn sẽ được tìm hiểu những thông tin về sự ra đời của dự án NIT, các bước hoạt động và những tính năng nổi bật, những câu chuyện thành công, báo chí nói gì về NIT, hỏi và đáp về NIT. Bước 2. Liên hệ với chuyên gia được dự án chỉ định hỗ trợ riêng cho bạn. Những thông tin cung cấp trên nit.com.vn sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ nét hơn về dự án, nhưng như thế là chưa đủ để giúp bạn gặt hái được những kết quả khả quan cùng NIT. Bạn cần sự hỗ trợ từ những chuyên gia, những người đã và đang gặt hái được những thành quả tuyệt vời cùng dự án. Họ không chỉ giúp giải đáp mọi thắc mắc, mà còn cầm tay, chỉ việc, dẫn dắt bạn từ những bước đi đầu tiên. Điều đó có thực sự tuyệt vời. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Mở email, lấy thông tin và liên lạc ngay với họ. Buổi gặp gỡ đầu tiên với chuyên gia chỉ định sẽ là bước không thể thiếu nếu bạn thực sự nghiêm túc với việc xây dựng một hệ thống kinh doanh sản sinh lợi nhuận cùng NIT. Bước 3. Tham gia chuỗi sự kiện NIT. Song song với việc tìm hiểu thông qua trang thông tin nit.com.vn và giao lưu với các chuyên gia chỉ định, bạn cần thu xếp thời gian để tham gia chuỗi sự kiện NIT, bao gồm những buổi hội thảo trực tiếp và các chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao. Đến với chuỗi sự kiện, bạn sẽ được hiểu rõ về những lợi ích và sự khác biệt của dự án. Không những thế, bạn còn được giao lưu, học hỏi từ những đối tác kinh doanh đã và đang gặt hái được những thành quả tuyệt vời từ dự án. Đây là một môi trường thật sự tuyệt vời, giúp cho người mới hòa nhập, làm quen và từng bước vận hành được công việc kinh doanh một cách độc lập và hiệu quả. Bước 4. Hoàn tất hồ sơ để trở thành đối tác kinh doanh của Vinalink Group. Là một thành viên của dự án NIT, bạn cũng chính thức trở thành khách hàng của Vinalink Group. Tuy nhiên, để nhanh chóng đạt được những nấc thang thành công vượt trội, bạn cần hoàn tất hồ sơ để trở thành một đối tác kinh doanh chuyên nghiệp để được hưởng đầy đủ những quyền lợi, được sử dụng sản phẩm với mức phí ưu đãi chỉ dành cho đối tác kinh doanh, được sử dụng thương hiệu và phân phối những sản phẩm của Vinalink Group với chi phí nhượng quyền bằng không, được đào tạo cách thức vận hành một công việc kinh doanh độc lập, có khả năng sản sinh nguồn lợi nhuận bền vững và lâu dài. Bước 5. Chia sẻ thông điệp. Là một thành viên của dự án NIT, ngay lập tức bạn sẽ được cấp một trang công cụ để hỗ trợ cho việc phát triển doanh nghiệp của mình, được xây dựng theo cú pháp dự án nit.vn/mã số. Càng nhiều người truy cập và đăng ký thông qua trang công cụ của bạn, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của bạn sẽ ngày càng phát triển. Và với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Internet, việc chia sẻ thông điệp của bạn gần như là không có giới hạn. Bạn có thể gặp gỡ để chia sẻ trực tiếp hoặc chia sẻ gián tiếp thông qua tờ rơi, lan cạc, selfie hoặc thông qua email, SMS và rất nhiều phương tiện hỗ trợ sử dụng cho truyền thông mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn, Zalo. Bước 6. Hành động. Tất cả những hướng dẫn trên sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu bước cuối cùng, đồng thời cũng là bước quan trọng nhất dành cho người mới, đó là hành động. Bạn có thể hành động ngay, làm theo những gì chúng tôi hướng dẫn, gặt hái thành quả, trở thành chuyên gia và từng bước giúp đỡ cho những người mới hơn mình, hoặc không làm gì cả, chấp nhận cuộc sống như cũ, chấp nhận lãnh phần thành quả thấp hơn với công sức mình bỏ ra, vật lộn với tài chính, thiếu thốn về thời gian và suy kiệt về sức khỏe. Đâu sẽ là sự lựa chọn của bạn? Ngày mai, bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy hành động ngay vì sự thành công và giàu có mà bạn xứng đáng có được.